Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là đi ép ta luy âm các bác nhá. Thì hôm trước thì mình làm ở phía bên trên đỉnh trên đồi này. Thì là mình làm ta luy dương mãi rồi. Thì hôm nay xuống đến mép bờ ao đây anh em ạ. Là đến mép bờ ao thì cái chỗ này hiện tại bây giờ là nó đang đất lấn, nó đang ra mép bờ ao thì nó sau này nếu mình không ép thì nó sẽ bị lở xuống dưới ao. Thì vì vậy là mình sẽ đi để mình ép lại cũng như là làm thành một cái cơ ở cái chỗ bờ ao này cho đất nó khỏi lở xuống phía dưới anh em nhá. Đây này, mình đã làm từ phía ngoài kia về đến đây và ép đấy cho nước nó chảy xuống cái chỗ gốc cây vải này rồi. Đó. Còn cái trên này thì là để đổ đất thêm anh em nhá. Sau này mình sẽ làm sau thôi. Còn bây giờ cái cơ bản như cái chỗ này là mình ép trước này. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm từ đây ra ngoài phía ngoài kia anh em nhá. Đó. Đấy. Vừa đi và vừa làm cái mặt bằng ở phía sau nữa. Rồi, hôm nay thì mình sẽ đội camera ở trên đầu của anh em nhá. Lúc trước thì hay để cái ITA 360 ở đây nó thấy hết đằng trước này. Anh em xem nó cũng rất là tiện. Nhưng mà dạo này thì mình gọi là thay đổi cái góc quay đi anh em. Đấy, nó cũng không tiện. Ở chỗ này thì nó hơi mắc cái cành nhãn cành vải một chút. Đó. Đấy, tiến lên nhá. Đấy, tiếp tục ép ở chỗ này này. Anh em cứ ép chặt vào để cho nó không bị lở, không cần đẹp đâu anh em, cứ dí cho nó chặt là được, gọi là khoảng tương đối đó. Xong rồi cái này thì mình sẽ cho cái ở phía bên ngoài này nó sẽ là cao hơn, đấy, phía bên trong này thấp hơn để sau này khi mà đổ đất thêm ấy, cái nước nó chảy thì nó sẽ đọng ở phía bên trong này thôi, chứ nó không đi ra cái phần ta luy này. Lúc trước chỗ kia mình lại không để cái rãnh mương rồi. Khả năng mình phải lùi ra để mình làm cho một cái rãnh mương vào chỗ kia. Để cái nước sau này nước ở đây nó sẽ chảy về cái góc này anh em nhá. Đấy. Đấy. Múc cho một cái rãnh mương vào đây nhá. Đấy, cái đằng kia mình cũng dẫn nước về đây. Bởi vì cái chỗ đằng kia là nó bị lở, nó bị cọc tre đóng yếu quá, nó bị lở mất. Chính vì vậy là mình sẽ dẫn nước đi chỗ khác. Ví dụ nó có nước, đấy là trường hợp là xấu nhất. Đấy, nó có nước vào nó lở. Đây, tiếp tục đi ra nhé. Dùng cái be nó ủi đi thì nó sẽ tự nó phẳng thôi. Là mình thành cái bệ luôn để mình đi rồi. Đó. Đây, xong là gạt cho nó hơi cao ở phía bên ngoài lên. Bởi vì sau này phía ngoài này chắc chắn là nó sẽ còn lún anh em nhé. Bởi vì là cái công trình này thì nó là đất mượn hoàn toàn mà. Toàn bộ ở trên phía trên mặt này nó là đất mượn. Đó. Ok, lùi lại một chút. Phía dưới cái ao ở dưới này rất là to anh em nhá. Mình nghĩ là cá này nó cũng là rất là to đấy. Đó, ok. Ở phía dưới kia, phía dưới chân đi cả, là mình ép cọc tre quá nhá. Chủ nhà, chú ấy chặt tre và ép vào đó. Mình có cho thêm những cái cành, cái ngọn vải, cái cành vải vào để giữ cái đất cho nó khỏi bị lở xuống. Đó, xong là tiếp tục tiến lên và san. Đây, quay lại cái phần ở phía đằng sau này. Cái này thì nó hơi lúc trước là mình làm thành một cái đường đi rồi, nhưng mà bây giờ là các chú Năng với lại chú Sơn này, chú ấy đổ cái đất vào đây để cho nó lấn lấn ra một chút. Đó, tiếp tục tiến lên nhá. Đấy, đất nó rơi sắp rơi vào rồi đấy. Nào, cái xe ở phía bên trên kia bây giờ có một máy ở phía bên trên anh em nhá. Bây giờ chưa thấy người ta đang xúc ở trên kia, không biết là xe nó đổ ở đâu rồi. Dạo này không thấy xe nó đi ra từ phía bên ngoài này nữa. Đó. Đấy, làm cái này nó bằng bằng đi để nước nó sẽ chảy về đằng đó. Nhớ nó có nước nó chảy vào đây. Không tránh được đâu anh em ạ. Thời tiết nó mưa gió nước nó sẽ dồn về mà. Đó. Gạt nó sơ sơ thôi. Ở phía bên trong này thì nó mắc một ít cái cành nhãn này này. Mình sẽ ép mép này thôi, đến cái chỗ đầu cành này thôi. Đó.
ok. Mình sẽ quay lại để tiến lên. Tranh thủ sửa luôn cái đường anh em nhé. Làm luôn cái đường này. Làm cho nó cân đối này, đi lại nó dễ. Vải đây này, cây vải này thì khá là tốt, mình nghĩ là nó sẽ có rất là nhiều quả đấy. Chỗ này hiện tại bây giờ của mình nó đang cao lên rồi và đang nghiêng ra phía bên ngoài này. Đấy, lát nữa mình làm cái mặt bằng này xong mình sẽ chỉnh luôn anh em nhé, cho nó bằng nó. Anh em bắt đầu thấy không, khi mà mình làm xong thì nó rất là cân đối cái đường cơ này. Sau này các chú ấy có thể là dùng chuối vào đây, làm một cái cơ ở đây. Thứ nhất là nó an toàn, nó không bị lở xuống. Thứ hai là mình vẫn có trồng được, trồng cấy được vào đây. Đấy, ok, tiếp tục tiến lên nhá. Đất nó lở vào cái chỗ máy của mình cho nên nó bị nghiêng. Và tiến lên tiếp này. Đó. Có đường rồi, bắt đầu mình sẽ lùi lại để ép ở sát cái gốc cây nhãn này, cái vải này. Đó. Chỗ này nó hơi mắc một tí, anh em thông cảm nhé. Ép mấy gầu thôi là nó chặt, chỗ này là mình sẽ đi ra được. Ok. Bởi vì cái lực ép này của mình là nó nén lại, sau này là nó cũng hạn chế được cái lở xuống dưới, cộng với lại cái nước nó không có nữa. Đó. Tiếp tục. Tan cho nó tương đối ra anh em nhé. Cái này thì mình sẽ làm lại cái đường này. Cái đường này hiện tại là bây giờ nó đang bị chỗ này là nó đang bị thiếu đất này. Dí vào anh em nhá. Khi mà mình ép ở trên này xuống mình thấy cái cọc kia nó hơi bựa ra đấy. Như vậy thì nó sẽ làm yếu cái cọc của cái phần chân đi, phần ngọn đi. Đó. Cái cọc này là có chỗ nó phồng ra, có chỗ nó ấy vào anh em nhá, nó không cân nhau đâu. Đấy. Chỗ ấy này của mình nó lại thấp đi rồi đấy. Ok. Tiếp tục sàn cái này tiếp. Ở đây xe vẫn đang chờ đây, chắc là máy nó đang đi bạt tao ly ở phía trên kia là nó không có không có đất để xe chở hay sao. Đấy. Máy nó lùi vào nhanh nhá, tục ép ở đây. Thank you.
này lúc trước nó có một cái cây gọi là cây 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 keo. Cây keo đó. Đây, chỗ này là có đất này. Đó, mình lại cấu nó ra và sàn nó ra cái mép này đi. Để lát nữa mình làm cái đường đi qua đây luôn. Đấy, lúc trước mình đi xuống là đi ở tít đầu ngoài kìa. Hả? Không em nữa à? Đấy, em nhìn này. Này cái đường đi nhá. Cái này không muốn nâng lên nữa. Đấy, anh em thấy không? Nó cứ vậy đấy. Chỗ này để lại anh em nhá. Đấy, cái chỗ ngoài này thôi. Chú kia chú bảo không ấy nữa. Không cho lên nữa. Làm đường đi qua đâu. Và đến mép của cái chỗ này ngày trước nó có một cái vải ở đây này, nhưng mà mình bỏ ở đây để mình ấy hết rồi. Đấy, bây giờ ép cho tiếp chỗ này nhá. Đây thì nó lại có đất này. Đấy, lúc trước mình ép hẳn cái cây to đùng như kìa. Đấy. Đó. Ok nhá, chỗ này thì phải đổ thêm đất rồi. Chỗ này thì chưa cần phải ép rồi. Chỗ này thì cọc bây giờ đang nghiêng ra ngoài này. Đó, bây giờ mình sẽ đi theo đây đi lên nhá. Cho mình đóng rất là nhiều cái cọc gỗ ở đây đấy. Đó. Cái cọc bắt đầu nó đang nghiêng ra rồi. Đi lên theo cái đường này. Xích của mình có vẻ thấy nghiêng nghiêng. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp. Giờ đi sửa ấy thôi chứ chú. Vào đấy làm gì? Tưởng đi sửa cái ta ly ở ngoài kia. Đây, cái chỗ này là để mình đổ đất anh em nhá. Mình đổ đất nâng cao lên thêm một chút nữa. Đấy, cái chỗ này hiện tại bây giờ nó đang vẫn đang thấp. Chú ơi, chủ nhà muốn nâng lên nữa để sau này nó bằng lên nền sân ở phía ngoài kìa.
này đi ra đây thì nó có trú rút dây điện. Thôi cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc cái video đây. Vào trong này thì mình sẽ tiếp tục làm thêm video ở phía bên trong này nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Đây này, trước mình đổ đi theo đây ra ngoài này. Ok, thôi chào anh em nhá.